báo hai trò hack fanpage mà các bạn đang kinh doanh online cần phải biết để tránh. Dạo này kinh tế khó khăn cho nên việc thấy có khá nhiều bên đang đẩy mạnh cái trò là hack bay. Kể cả mình và một số bạn bè của mình đã từng bị tấn công và bạn mình đã bị mất bay một vài lần. Mỗi lần mà lấy lại được cái bay á, nó cũng mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Cho nên để tránh trường hợp này thì các bạn cần phải biết một vài cái chiêu trò phổ biến mà mình thấy trong thời gian gần đây để các bạn chủ động mà tránh nha. Cái chiêu trò thứ nhất là cái bên hack account á, họ sẽ tạo ra một cái account ảo rồi inbox vào trong cái fanpage bán hàng của các bạn, gửi cho các bạn một cái file nén và sau đó tụi tôi sẽ nhắn một câu như sau: mình cần mua cái sản phẩm như vậy thì bên bạn có bán hay không. Thì những bạn mà quản lý fanpage non tay á, các bạn sẽ muốn mở cái file đó ra để xem là khách hàng mình hỏi về sản phẩm nào. Nhưng mà khi các bạn mở file ra thì virus được cài vào trong máy bạn thì nó đã bắt đầu có thể chiếm được cái quyền truy cập vào tài khoản của bạn rồi. Cho nên các bạn có thể mất cái fanpage bất cứ lúc nào mà bạn không biết. Cái chiêu trò thứ hai mà mình thấy dạo này hay có nhiều bên tấn công bên mình á, là bên hacker nó sẽ dùng một cái tài khoản ảo, thường là cái tên nước ngoài nha, để gửi cho các bạn một tin nhắn là chào mời các bạn hợp tác để làm quảng cáo. Nếu mà các bạn trả lời cái tin nhắn này và làm theo hướng dẫn của họ thì từ từ các bạn sẽ bị bên họ lấy cái quyền truy cập Facebook Business và các bạn sẽ bị hack bất cứ lúc nào không hay. Cho nên mọi người kinh doanh online phải cẩn thận, không click bất cứ đường link nào mà người khác gửi, và quan trọng là đừng tham với những cái deal mà đưa cái giá nó quá cao và nghe nó dụ dỗ như vậy.